Đoàn công tác Trung ương do trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư khóm 1 và khóm 2 thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Phát biểu tại ngày hội, trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Đảng ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Vĩnh Long cần quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy vai trò của các ngành trong phát triển kinh tế xã hội và chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là những gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trưởng ban tổ chức Trung ương cũng mong muốn người dân địa phương cần tiếp tục phát huy nội lực, tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh.